Một bộ phim với sự tham gia của ba tài tử nổi danh Hollywood. Tên sát nhân hoàng đạo đã tìm tới San Francisco. Dựa trên những sự kiện có thật về tên sát nhân hàng loạt vào cuối thập niên 60. Đây không phải một vụ án thông thường. Một vụ án mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải. Trải nghiệm nỗi sợ hãi từng bao trùm nước Mỹ trong Hoàng Đạo, phát sóng vào 9 giờ tối thứ bảy trên kênh Warner TV.